Chào anh em nhá. Đi rồi nghiên cứu các cái loại thảm ở trên ô tô. Hôm nay tôi quay lại cho anh em xem là có mấy loại luôn để anh em chọn. Đấy. Và giới thiệu thêm cái loại thảm này, nó gọi là siêu đắt. Đắt mà lại nói chung là thuộc cái kiểu khách hàng khó tính. Đây, như anh dài này. Khó tính vãi cả đái. Trước lắp cho cái loại này không thích, giờ lại thích cái loại này cơ. Mình người hoàn hảo đúng không? Xe của mình nó hoàn hảo nên là phải nhìn những cái mà người ta ít bán. Cái này là loại ít bán đấy. Cái nào độc độc thì mới chơi. Đấy. Giới thiệu cho anh em đủ loại luôn này. Đầu tiên ấy là trước đây là ngon bổ rẻ. Gọi là lót sàn xong cắt cái này. Nó đâu đấy 4 lít. Đấy. Thế nếu mà có loại này là loại cao su rẻ tiền nên là lên xe nó hơi hôi. Đây, đây, đây. Bạn đánh giá cho tôi con này phát. Xe của bạn đang làm loại này đúng không? Đúng rồi. Đấy, tại sao bạn lắp cái loại này? Ngay thì nó được cái là nó chống nước này. Chống nước chống nước. Này. Rẻ đúng không? Rẻ và nó bền. Bền. Cái này bị mùi cao su hôi. Cao su hôi đấy. Cao su hôi á? Ừ. Bạn phải sau đấy là... Đã có hết đâu. Sau... Rẻ thì chắc chắn nó phải hôi rồi. Sau đấy là chơi cái loại này. Ừ, nhưng mà... Loại này tôi bỏ, không dùng. Tại sao? Nó vào đây khó vệ sinh lắm. Nó hôi. Hôi khó vệ sinh lắm. Ừ. Cái này nhìn nó trông mẹ, trông nó rác cả cái xe ra ấy. Nhìn nó hơi chật anh nhỉ? Nó chật lắm. Chật. Chật mà hơi hôi. Nhưng mà loại này nó... Hay bị gạt vào cái chân ga là dễ bị ấy. Ờ đúng. Có lần mình chơi bị kẹt chân ga xong anh em trong nghề chửi cho cái loại mày đá bắt cơm nó khác. Sao để ham chơi. Bỏ lâu rồi. Đấy, sau này ra loại này bạn ạ. Loại này là hay phết đấy. Loại này là được cái là cao su nó nặng này, nó có mấy cái này này. Nó không bị trơn, còn cái loại này hai thằng nó mặt như nhau. Mặt nó như nhau. Đấy. Cái này nó ấy. Nó cắt theo đúng viền. Phân biệt rõ là mặt ở trên và ở dưới đúng không? Ừ. Với cả nó cắt đúng viền. Nó cũng bền cơ. Còn cái loại này nó dễ rách này, nếu như mà mình cắt này này. Chỉ cần hở một tí thôi là đã. Dễ bị rách. Nó rách theo dây. Đấy, thì loại này là cũng chống nước ngon. Cái này là không hôi. Đấy. Thế sau rồi bây giờ nó ra thêm cái loại này. Nhưng mà cái loại này đắt lắm. Bạn xe bạn làm thêm cái loại này này. Loại này nó gọi là 3D. Cái này thì tiện bỏ nó xuống rồi đi rửa xe xịt phát là ngon luôn đúng không? Mới cả nhẹ đúng không? Nhẹ. Xách ra nhẹ nhàng anh ạ. Dưới nó có cân. Xe người ta xe thể thao mà tự nhiên lên mấy cân thảm lên yếu hẳn luôn trời. Y vãi luôn. Mà cái thằng này hay phết, xe nào mà không làm nỉ bám. Nó có độ bám, nó không bị trơn. Ua cái này cái gì này? BMW 5 series này không ạ? F10, F11 luôn này. Cái này là VinFast của anh là chuẩn bàn đi nữa. Ừ, cái này chuẩn VinFast rồi. Chỉ rồi. À này. Đẹp không? Nhưng mà hơi đắt. Bộ này của nó bao nhiêu? 4 triệu mấy bạn ạ. À, thế à? 4 triệu mấy một xe, 4 triệu rưỡi hay là sao? Một xe 4 chỗ, còn 7 chỗ là thêm mấy trăm nữa. Nó có thêm cái hàng đằng sau nữa. Cái xe 4 chỗ thì là bao nhiêu? Nó cũng đến mẹ 4 triệu đây. 4 triệu. Cái xe tôi 2 chỗ. Thì được bao đâu? Hay chỉ mua 2 cái trước thôi nhỉ? 2 chỗ à? Đéo ai bán cái đấy. Mà xe còn đi một mình thì chắc là mua một cái bên lái rồi đúng không? Hôm nào có người yêu thì lại lấy mua tiếp cái chia sau. Thôi thôi ông cút mẹ đi. Đây quay lại đây này, đây quay lại rồi. Lên xe rồi. Lên xe cho nó đẹp không? Đẹp không anh? Đây đẹp. Đẹp. À cái này có cái nút này hay này. Nút này là phải gọi là xoáy. Mỗi lần rửa xe lại phải xoáy ra. Để tháo ra. Nút này nút cố định, nó cố định với cả cái sàn xe. Đấy. Zin form luôn. Đây chú quay vào đây cho anh em xem là anh em quý thì mua ủng hộ cái. Đấy, quay đằng sau này. Đấy, thế rồi, đây này. Anh có ba lô đeo nặng này anh. Vãi nhỉ, lắm đồ ghê. Đấy, xe này xe của vợ anh ạ. Đúng không? Đây, có cả hàng đằng sau này. Quay anh em cho anh em hàng đằng sau này. Đấy, hàng đằng sau vẫn có luôn. Trời ơi. Vãi đái luôn, quay này đeo thấy sao. Đây này, đấy. Ngon chưa? Được không anh? Chưa. Ngon đúng không? Ngon. Nhưng mà cái thằng đằng sau này thì vẫn phải dùng thằng này. À đúng rồi. Rồi, cái này thì nó chỉ là để cho nó gọi là sạch khoang sau, đỡ nỉ thôi thì vẫn dùng ông đấy được. Đấy.
mua thêm cái tủ lạnh. Đừng mở ra nhiều đồ mẹ. Hàng nóng. Cái này cổ thận của anh cất trong đấy. Còn sâu mới ấy, sau. Sâu chít thế cả mẹ. Đấy. Chật luôn. Em cái này vào mẹ nhất dạ lục giao sinh ngũ tử này. Cái này mà chở các em đi xong rồi mẹ nhún nhảy. Lục giao sinh ngũ tử. Chật luôn. Đấy, anh em ngó qua mấy cái thảm để xem thử là thích loại nào thì chơi loại đấy nhá. Mình chơi loại đấy thôi, loại nào nó cũng có cái ưu nhược riêng mà. Đấy. Cái này là nó nhẹ nhàng mà nó đẹp. Đấy, nhưng mà nó đắt. Loại này thì bình dân hơn. Đắt. Cũng đấy, cái loại này thì tiền cũng tiền thì nó 1.9 triệu một bộ cho 4 chỗ nhỉ. Mà còn loại này nó tận gấp đôi. Đấy, gấp đôi. Nhưng thằng này thì nó bình dân. Thằng này nhìn kiểu sang xịn mịn. Còn thằng này thì thằng này em ít tư vấn lắm. Còn không anh em chơi mẹ loại này. Đặc xì đặc sục. Hoặc là không nữa thì đừng ra đây, ra mua mẹ cái thảm này về tự cắt. Đấy, tự cắt. Đúng không? Đây. Tự cắt được. Thực ra còn cái này còn có những bên người ta khâu viền rồi mà. Khâu viền thì nó đỡ rách nhưng mà nó không khâu được như này thằng này đâu. Thằng này mà nó chỉ khâu viền kiểu này thế này, nó khâu viền như này. Đấy. Này. Chứ còn nó mà làm kiểu này là choạc ngay. Cái này là cắt bằng máy rồi. Cắt bằng máy thằng này rồi. Thằng này nó cũng dai hơn, thằng này chắc chả bao giờ hư được. Ngay cao su xịn. Còn thằng này thì em nghĩ là cũng chỉ được khoảng 5 2 năm là nó bẩn một năm thôi. Ông mà là còn chơi hồi. Đấy thì đỡ gì đâu được. Bảo sao nó vứt mẹ đi rồi. Ok. Rồi cảm ơn anh nhá. Anh em mà cần cái loại 3D này thì ới mình này, ngon. Ngon. Đẹp.